Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với quán Ướt Diêm tại địa chỉ là 568 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4. Đây là một quán nhậu với rất nhiều món ăn, giá tầm trung từ 80 đến 150 nghìn, nhưng mà chất lượng là to ngon luôn. Không, chất lượng không đi chung với giá nha, giá nó rẻ hơn chất lượng nha. Thì nó đang nói gì thì quay cá. Nói chung là giá rẻ nhưng mà chất lượng không rẻ nó. Giới thiệu mọi người, đây là món cá. Cá gì nhỉ? Cá chém hóa rồng, cá cái gì vậy? Cá rang muối Hồng Kông. Cá điêu hồng, rang muối Hồng Kông. Wow, nhìn rất hấp dẫn nha mọi người. Đây là cái xương cá nhưng mà không bỏ đi. Cắt ra từng miếng thịt. Xong rồi ở dưới này là có Trà bông. Cái này là cái gì vậy? Xong rồi cái này là cái gì nhỉ? Cái này là miếng chiên giòn, miếng. Đây là anh chủ quán. Miếng. Anh chủ quán rất là nhiều. Xong rồi nhé, mọi người có thể nhìn thấy cái đặc biệt trong này là cái gì không? Mọi người biết cái gì không? Cái gì? Đó chỉ là cái hoa cà rốt. Đúng rồi, với sự kết hợp giữa cam và màu xanh của những lá cỏ. Không, để cho Ngân thử đi, để Ngân cảm nhận. Là không. Màu phong thủy của mình là không, để Ngân thử đi. Để cảm nhận Ngân. Đây chính là thịt cá đã được lóc ra rồi và chiên giòn lên với cái gì đó mình không biết. Không có xương đúng không? Không có xương. Chưa ăn làm sao biết không có xương. Mình ăn rồi mình mới biết nha mọi người. Không có xương luôn. Thơm ngon, dai giòn. Nuốt xong mới nhận thấy nha. Không được nhai không mới nhận thấy nha. Wow, review đi. Ngân hãy review cho khán giả xem đi. Khi Ngân ăn vào miếng cá thì nó có hương vị như thế nào và nó một miếng cá sao? Đầu tiên mình ăn miếng cá này vào á, là mình mới cảm nhận được miếng cá. Nó có tanh không? Không tanh nha mọi người. Nó nghiêm túc là ở ngoài nó có cái vị gì đó chắc chắn không ạ? Cái vị gì cam cam không, cái vị không đấy để cho anh chủ quán nói cái đấy là vị gì anh? Cái vị này là được chế biến từ gia vị của bếp. Bếp mặn có, ngọt có. À mặn có, ngọt có. Wow. Béo có. Chua có. Cay có. Đúng như Dũng, như là cuộc sống của chúng ta phải trải qua những cái cây đắng ngọt mùi đúng không ạ? Ai thích phô mai có thể tưởng tượng đây là phô mai để ăn cho mọi người. Ở ngoài có thể gọi là bọc lớp phô mai, bên trong là lớp cá giòn. Ôi đúng là sinh viên trường đại học Nhân Văn. Bên ngoài là một lớp rất là giòn nhưng mà bên trong là một lớp thịt tà cái gì nhỉ? Rất là hòa tan trong cái miệng của mình đúng không? Và tôi xin mời người tiếp theo đó chính là chị Lizzy của nhóm Ohio. Chị có thể ăn vào một miếng và chị có thể ăn hả? Chị có thể cảm nhận được không ạ? Okay. Và mình xin đánh tính lại là đây là cái lốc của nếp nha mọi người. Ủa? Thật luôn hả? Mình đánh tính lại là vlog này là của mình nha mọi người. Không, không mình của là mình, người của quay mình, nha mọi người, cho nên là của mình. Của mình nha mọi người. Thôi, share ba. Đây là mình sẽ chấm một miếng nước mắm vào nhà. Quay kinh quá vậy? Ngon không? Cảm giác thế nào? Đấy, chấm nước xanh hoặc nước mắm gì cũng được hết. Chơi, đề nghị chị ăn thêm một miếng nước không nữa. Hả? Đấy, nhân mắm này đúng rồi, rất là ngon. Wow. Rất là ngon và bổ dưỡng. Nó hòa tan trong miệng đúng không chị? Chị có cảm nhận được cái vị cay đắng ngọt bùi của cái miếng cá này không? Giống như cái cuộc sống của chị đúng không? Đây người chị ăn thêm miếng miến nữa. Quá nhiều đấy. Nhà lùng lần. Chị hãy nêu cảm nghĩ đi. Một bài văn có phải có thân bài, kết bài, mở bài chị hãy nói. Em đã mở bài giùm chị rồi. Bây giờ chị thân bài đi. Nếu sẽ đảm nhận cái vai trò là kết bài. Chết rồi. Đúng như món ăn Ngân review cay đắng ngọt bùi hình như đã thẩm thấu trong cái lưỡi, cái miệng của chị Lizzy. Cho nên là chị Lizzy đang nó cảm nhận được. Rồi, bây giờ chị Lizzy chỉ có cảm giác là cay đắng ngọt bùi rồi, bây giờ không thốt lên lời luôn. Vì ngon đến khó tưởng cho nên chị Lizzy không thể nói lên được thành lời đúng không cả nhà? Ngon quá nhưng xúc động luôn, đúng rồi. Vâng thì đây là bây giờ kết bài, nói chung là một món ăn rất là
là ngon. Nhưng mọi người đã thấy đó, đúng là anh nhìn thì cứ tưởng là cá chép hoa rồng ngon. Nhưng không, đây là cá diêu hồng nha cả nhà. Ngon không? Để em thử một miếng. Không, đề nghị bạn em không thử miếng này. Bây giờ bọn mình đã thử rất nhiều rồi. Ừ, không ngon. Bây giờ em thử cái gì nè? Thử cái này đi ạ. Bạn ơi, cuộc sống mình đã đủ cay đắng ngọt bùi rồi. Cho nên là mình thử cái gì nó vừa vừa thôi. Vậy thôi, mình xin thưởng lại bạn một miếng ớt. Được, xin trao tặng cho bạn luôn. Mình ăn được ớt luôn nha bạn. Đề nghị bạn cầm miếng này. Không mọi người, không. Nghe nói bạn thích ăn cà rốt. Nên mình xin trân trọng, trân quý chân mình. Chân qua bên phải, chân qua bên trái. Mình xin kính mời bạn. Chào, xin giới thiệu mọi người. Đây là miếng cà rốt mà Nếp đã cho mình. Cảm ơn Nếp rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của Nếp. Và vlog của Nếp là mình đây là cũng đại hết kết thúc rồi. Ủa, Nếp chưa ăn mà Nếp nói gì nhiều quá vậy. Ủa? Nếp chưa cảm nhận được miếng nào nữa. Mọi người là Nếp sẽ ăn miếng này mà sao mọi người không, sao Nếp không ăn gì? Ờ đúng rồi á. Cái bài mà phân bài mình đã làm rồi. Sao Wow. Vị cá mọi người, nó tan chảy trong miệng. Vị thịt của cá nó giống như là thịt cá vậy đó. Và cái lớp ngoài nó cũng khá là giống phô mai như là Ngân nói. Nó có vị chà bông nữa. Mà nó ăn vào mà à, dẻ không kêu. Nó rất là tinh nghịch đó mọi người. Ăn vào là nó cảm thấy như sáng bừng sức sống. Ờ ok. Đúng như chị Lizzy là nói cay đắng ngọt bùi. Không, tao không nói. À vậy hả, hình như em nói. Rồi đây, đây là món. Món gì? Cá diêu hồng hóa rồng. Cá diêu hồng hóa rồng đó. Cảm ơn mọi người đã đến. Cảm ơn mọi người đã tới vlog của Lizzy. Cảm ơn mọi người đã đến vlog của Nếp. Và nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy like và cho Nếp một share nha cả nhà. Vlog của em mà mọi người sao vậy? Mọi người ơi, đây là vlog của Việt Ngân nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã like, share và subscribe kênh của Việt Ngân. Ngân là mở đầu thôi, còn Lizzy là thân bài. Nhưng mà quan trọng là kết bài đúng không cả nhà? Quan trọng là kết bài đúng không cả nhà?